Nửa buổi cơm sáng. Chân mày ra đây cái không biết thấy lá nào nhiều quá, nhiều quá cứ muốn tìm kiếm lá bự xong. Chào cả nhà. Bữa nay mà cả nhà cùng vào bếp với ba mẹ con làm bữa cơm đó nha. Sáng đi kiếm được mớ ít độc. Về mình xào lá cách ăn. Với cá bóng mình sẽ kho tiêu. Mồng tơi thì mình sẽ nấu canh chay. Ngắn gài. Quên nước canh tép. Đang là mà nó canh chay được. Canh tem tép gông. Cách thảm ngày nắng mà vẫn ra đọt non à. Bé là ra. Mốt mưa xuống nó ra nữa cho coi này. Còn cây ở ngoài đây nè. Không có bẻ dưới mấy mương á. Nó ra hai trái luôn. Như cái này nè, dưới mấy mương á mình đâu hái được đâu. Cái nó già xong nó ra trái luôn. Nó lỡ riết là mốt chắc nó rớt cây này luôn. Hồi trước là từ cái gốc đó nó ra ngoài mé là khoảng tầm nửa thước nữa, mà nuôi cá nuôi vịt thì đợt á nó quằn cái nó bị lỡ, xong rồi bây giờ thấy tiger nó leo lên leo xuống lỡ thêm khúc nữa, hồ càng ngày càng bự ra. Cái đó là gọi là tận thế reset lại trái đất, reset lại server, gần tới 50 độ à, 40 rồi, 4 mấy luôn anh ơi, 45 gì luôn à. Sao em thấy nó già không mà anh đặt cái này? Em xào em đặt lại mấy già anh ăn nó thơm. Non quá nó thơm nè.
nhưng mà nó già quá nó bị sơ. Âm nhập nhập nữa, rồi rễ hành ướp để vô lát bắt nước sôi nóng. Thấy người ta vô nhà mình hùng hổ không? Sát bự chứ có làm gì ai. Sợ lắm. Ăn hiếp được mấy con gà nhịp thôi. Mấy con chó mà còn sợ mà. Cái nhà thấy mẹ bằng ớt không? Không còn miếng máu, miếng tươi, nhìn là không muốn ăn liền. Đây, có trứng nè, cái này là trứng, gan của nó, trứng nhóc luôn. Còn cái này là cái gì mà không biết nè, cái đó đỏ nè. À, cái gì là cái gì? Lá lách nè. Gì à, tự nhiên mẹ quên rồi. Cái, đó cái này nó bị bẻ cánh, ủa bẻ giò nè. Cái chùm nó ăn ngon. Cái... mùng tơi, ba lá mùng tơi. Nhiều lá nha, không có ba lá nè. Nhiều lá không đếm xuể. Cái đó là lá nhỏ và còn cắt chi cá bự, lá bự đó cá. Cắt cây nhau thơm. Chút mắm cho thơm. Mấy cái này nè, theo cắt ra nữa thì ê, giật nó nhỏ chứ lắm. Ừ. Đó không mắm giật giật kìa. Nó giật. Rồi. Bắt lên. Cái này mà làm mồi nhậu là có thêm nước cốt dừa vô nữa là nhậu được đó cả nhà. Mà mình ăn cơm mình phải để nước cốt dừa. Có mấy lần để nước cốt dừa thì nó hơi ngán, tại nước cốt dừa nó béo quá. Thế mình ăn cơm nó mau no à. Mẹ hồi gái mẹ đi xóa hết với ngoại về phái ra đi xào cách để nước cốt vậy nè. Ngon.
cái món này cả nhà mà có xào để cách lá cách nhiều nhiều á, chứ đừng thấy lúc mà sống thấy nhìn nhiều cái tưởng nhiều hoặc là ăn không đủ á, lá cách nó ngon. Quên không kìm lại là lật luôn. Rồi mà cái nhà cùng ăn cơm với gia đình nha. Rồi xong rồi cả nhà dùng cơm gia đình mình. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn miếng trái cây trước một cái. Ăn miếng lá cách. Mấy cách gà cách dọc dọc này nè. Nó có mấy cái miếng rất tơ tơ đó, kêu là mồng tay, rớt mồng tay á. Ta kêu tơ tơ. Chứ không phải là nghèo nghèo mà rớt như trái mồng tơi. Lá mồng tơi. Ừ. Tơi tả. Đây là do cái mùng á. Mùng nó bị rách nha. Đã lóc á. Kiếm giới, dế. Tính lúc dài á. Nói chuyện. Leo rưỡi gà. Còn chắc nữa nó lớn là nó lớn là bị lẫn mà hai ngoái mũi à, lẫn là no luôn. Ủa, hai ngoái mũi là lẫn à? Hai nói là còn mấy người hai ngoái mũi á. Đừng, anh đừng ngoái nữa, ngoái chuyện được. Thôi đừng đã tay mình dơ á, cái quy khuẩn nó vô nè, cho nó lên não, nó vô trong mấy cái mé mấy hàng. Ừ, gió nó dài cái này còn đi ngon nè. Ừ. Phải là nắp cà ghi ngon. Đúng rồi. Mà không biết tới già không biết. Giờ mà nghe nói ai bị gì cái là người mệt mệt tới rồi. Mình càng già già trời càng nóng là đố mà chịu nổi. Lúc đó là phải hạn chế máy lạnh. Tại máy lạnh nó sốc nhiệt còn nguy hiểm dữ. Ai kia bắt nhỏ gì? Bắt 28, 29 độ, 30 độ. Chín vừa vừa được rồi. Có người bắt 17, 18 độ. Cái đó dễ bị sốc á. Ngầm nó lạnh thì có 16 độ, ngầm nó lạnh thì 18 độ.